Các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ ba copy ID card thẻ của máy in màu DCP T720DW. Đầu tiên ta cũng chuẩn bị một cái thẻ gồm hai mặt. Ta sẽ úp mặt đầu tiên xuống. Ta sẽ đặt ngay chỗ cạnh thước của mặt kính là A4. Đây. Rồi. Ta sẽ bấm cái nút copy màu trắng và copy trắng đen. Màu xanh là copy màu. Bây giờ ta thử copy trắng đen. Bấm nút màu trắng. Quét mặt đầu tiên và nó sẽ vừa copy ra luôn cho các bạn. Đây là thành phẩm của mặt đầu tiên. Rồi, lúc này mình sẽ kéo hai giấy ra. Tờ giấy đây, mình sẽ lật ngược tờ giấy lại. Úp xuống. Đặt đúng như thế này nha các bạn. Rồi, cho các bạn xem lại nha. Đó, mặt tờ giấy nè. Úp xuống. Rồi, bây giờ ta sẽ đóng hai giấy lại. Trên mặt kính ta sẽ lật ngược mặt thứ hai lại, ta sẽ đặt ở phía trên. Ở đây nó có một cái thước nhỏ để cho khoảng tăng đây phía trên đây. Rồi cũng tương tự, bây giờ thử copy màu ha, bóng màu xanh. Đây thành phẩm của mình hai mặt các bạn, mặt trước là trắng đen nè, mặt sau là màu nè. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn thao tác thành công.